thanh niên ngất xỉu từ Nam ra Bắc suốt 5 năm mà vẫn chưa xin đủ tiền về quê, vậy mà hàng trăm người vẫn đem tiền đến làm người tốt. Hẳn nhiều người sẽ thấy chút gì đó khá quen thuộc với gương mặt thanh niên này như từng nhìn thấy ở đâu rồi. Đó chính là nam thanh niên đi đến đâu ngất xỉu ở đó mấy năm nay với lý do hết tiền không có gì ăn vì bị cướp, bị móc túi hay bị lừa tiền. Thi thoảng câu chuyện kèm ảnh anh chàng xuất hiện trên tường Facebook của nhiều người, lúc nào cũng trong tình trạng đói lả, kiệt quệ, lê lết ở ven đường, chờ sự cưu mang giúp đỡ của người xung quanh. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh ta nhận mình là kẻ ăn xin ăn mày, cầm túi đi chu du khắp nơi thì có lẽ người ta vẫn cho tiền và chả bận tâm làm gì. Đằng này anh cứ bịa chuyện bị mất giấy tờ, móc túi, không còn tiền về quê mà cũng chả rõ quê ở đâu nữa, lúc thì ở Đồng Nai, lúc ở Cần Thơ, khi thì ở Sài Gòn. Trên Facebook cá nhân, thanh niên lừa đảo ghi tên Công, quê ở Hưng Yên, đôi khi cũng chụp ảnh tự sướng. Hôm qua có Facebook tự hào đăng chuyện tốt đẹp trong cuộc sống vì giúp đỡ Công, cụ thể hơn khi giả vờ ngất xỉu ven đường và tỉnh lại chiều ngày 9 tháng 9. Công nói quê ở Đồng Nai lên Hà Nội làm bếp cho nhà hàng nửa tháng thì bị móc túi chỉ còn 1 triệu 500 ngàn đồng. Thế là nhiều người có lòng tốt lại bị Công lừa, khuyên góp cho anh được 400 ngàn đồng. Chủ nhân câu chuyện cùng một thanh niên còn chở Công ra bến xe Bát Giáp, mua vé xe về Đồng Nai cho anh hết 750 ngàn, rồi tự hào chia sẻ chuyện tốt vừa làm lên Facebook. Cảm giác cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp nếu bạn làm những điều mà mình thích. Tất nhiên, Công sẽ không lên xe khách về Đồng Nai mà ở lại Hà Nội để tiếp tục hành vi lừa đảo của mình. Những trường hợp giả vờ ngất xỉu để xin tiền về quê không phải là hiếm ở Hà Nội. Tháng 8 năm 2017, cộng đồng mạng lan truyền câu chuyện về một người đàn ông tự xưng Tống Văn Phong, sinh năm 1985, quê ở Nam Định, ngất xỉu từ Nam ra Bắc. Cụ thể hơn, Tống Văn Phong đi đến đâu cũng giả vờ đói ngất xỉu, viện cớ bị mất ví và giấy tờ, tay tật nguyền không ai nhận làm, để mọi người rủ lòng thương rồi cho tiền, đồ ăn. Điều đáng nói là Tống Văn Phong giả ngất từ Nam chí Bắc đã 5 năm nay mà vẫn lừa được nhiều người có lòng hảo tâm. Chăn dắt ăn xin ở Sài Thành, chim mồi được tuyển từ quê nghèo. Tiếp tục theo dõi đường dây chăn dắt ăn xin tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xót xa khi chứng kiến những con người nghèo khổ bị lợi dụng trở thành công cụ kiếm tiền cho kẻ khác. Hết sức khó khăn và tốn khá nhiều thời gian, chúng tôi mới tiếp cận được những người ăn xin trong các đường dây do một số đối tượng dân xã hội quản lý. Đa phần người ăn xin đều bị kẻ chăn dắt quản lý chặt chẽ, cấm tiếp xúc với người lạ. Thùy Lanh, 21 tuổi, quê ở tỉnh miền Tây, một trong những phụ nữ bồng con nhỏ ăn xin ven tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ai không nghe lời đều bị chủ hành hung chửi bới. Cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ con Lanh kéo dài dưới mái hiên ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơn mưa chiều bất chợt ập đến, người Lanh ướt đẫm, đứa con nhỏ chừng 2 tuổi của Lanh liên tục úp mặt vào ngực mẹ khóc vì đói và lạnh. Không cầm được lòng, tôi mua lốc sữa của tiệm tạp hóa gần đó, đưa cho đứa nhỏ. Khi nhận quà cho con, Lanh gật đầu nói cảm ơn. Nhân cơ hội tôi bắt chuyện tìm hiểu về cuộc sống của những người ăn xin như Lanh. Ban đầu, Lanh khá rụt rè tỏ vẻ cảnh giác với người lạ. Tuy nhiên, sau nửa giờ nói chuyện bâng quơ, Lanh bắt đầu cảm thấy thoải mái và ngậm ngùi chia sẻ về cuộc đời của mình. Lanh cho biết, chị đưa con nhỏ lên thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh bằng việc đi ăn xin đến nay mới được 4 tháng. Năm 2013, Lanh lấy chồng cùng quê. Hai vợ chồng sống bằng nghề phụ hồ. Thế nhưng, cuộc sống gia đình Lanh khó khăn hơn khi các miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương lao động của anh chồng. Đầu năm 2017, qua người quen giới thiệu, Lanh gặp được Đê, 40 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Đê về tỉnh An Giang tuyển người làm quán cơm, bán vé số, làm việc nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân cơ hội, Lanh trình bày hoàn cảnh và mong muốn được lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Đê đồng ý và cho Lanh bồng theo con nhỏ. Mẹ con Lanh cùng một nhóm người, chủ yếu là trẻ mồ côi, phụ nữ có con nhỏ, được Đê đón xe lên thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, cả nhóm được đưa vào một khu trọ thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Sau ít ngày, Đê hướng dẫn Lanh và nhóm trẻ đi ăn xin ở các ngã tư đường, khu chợ, công viên. Hàng ngày khoảng 7 giờ sáng, cả nhóm được Đê phát đồ ăn sáng. Người lớn được phát một hộp xôi, một chai nước lọc lấy sẵn từ nhà. Trẻ em được một bịch cháo và thêm một hộp sữa. Đến trưa, người của Đê mang cơm hộp đến chỗ ăn xin phát cho cả nhóm.
Đến 20 giờ tất cả được người của Đê rước về phòng trọ. Lanh cho biết mỗi ngày một nhóm như vậy xin được từ 300 đến 500 ngàn đồng. Tuy nhiên số tiền này đều bị Đê giữ hộ. Cuối tháng Đê phát cho mỗi người 3 triệu đồng tiền lương, số còn lại Đê trừ vào tiền ăn ở. Dù tiền lương thấp hơn nhiều lần so với số tiền xin được mỗi ngày, biết là bị ăn chặn, bóc lột, nhưng những người ăn xin không dám đòi thêm.